Chúa trên cha và con và thánh thần. Amen. Sự đồng sống và bình an của Chúa Giêsu Kitô cho chúng ta và tình yêu của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em thân mến, trong đêm rất thánh này, đêm Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã hoàn tất mầu nhiệm vừa qua, tức là từ cõi chết sống lại. Hội thánh kêu mời con cái ở khắp nơi trên hoàn cầu cùng hợp nhau lại mà canh thức cầu nguyện. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau chăm chú nghe lời Chúa và sốt sáng cử hành những bí tích tưởng niệm mầu nhiệm vừa qua của Đức Kitô, với niềm hy vọng sẽ được cùng Người chiến thắng sự chết và cùng Người luôn sống kết hợp với Chúa Cha. Vì đây chúng ta làm phép lửa. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một đến dạy án vinh quang rực rỡ của Chúa vào lòng tín hữu. Xin thánh hóa ngọn lửa mới này. Và trong suốt thời gian mừng lễ vừa qua, xin cho niềm khao khát nước trời cũng bừng lên thiêu đốt lòng chúng con và thanh tẩy muôn vàng tội lỗi, để mai sau chúng con xứng đáng vào thiên quốc tham dự lễ ánh sáng muôn đời. Chúng con cầu xin về Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đức Kitô vẫn là một. Hôm qua cũng như hôm nay là Alpha và Omega, nghĩa là khởi nguyên và tận cùng. Người làm chủ thời gian và muôn thế hệ, vạn tuế Đức Kitô, Đức vinh hiển quyền năng, vạn vạn tuế. Amen. Vì năm vết thương chí thánh và vinh hiển, xin Chúa Kitô gìn giữ và bảo vệ chúng ta. Amen. Xin Đức Kitô, Đức phục sinh vinh hiển, chiếu dải ánh sáng của Người đã phá tan bóng tối đang bao phủ lòng trí chúng ta. Ánh sáng Chúa Kitô. Ánh sáng Chúa Kitô. Thank you.
Ánh sáng Chúa Kitô. Xưa kia Thiên Chúa đã đưa cha ông chúng
ra khỏi Ai Cập, qua biển đỏ khô chân, pha tan bóng tôi. Bởi vậy đêm này pha tan bóng tôi, tội lỗi bằng cột lửa ánh sáng vinh quang này. Thoát khỏi nén sâu thế gian và bóng đen tối khiên, giờ hơn đưa họ về ơn Chúa, ban phúc thiên cho thâm dự vào sự thánh thiên vô biên này. Sự chết khai hoàn ra khỏi địa ngục rất vinh quang. Ôi lòng thương, lòng Chúa thương chúng ta thật lạ lùng. Ôi lòng Chúa yêu thương chúng ta không thể đo lường được, để cứu chuộc người tôi tớ Chúa đã nộp chính ngày con. Ôi tội á dòng, thật là cần thiết, tôi đã được tẩy xóa nhờ sự chết của Chúa Kitô. Ôi tội hồng phúc, vì đã đang được đấng cao xa. Vì thế sự thánh thiện của đêm nay xua đuổi tội ác, tẩy trừ bớt nhớ, cho kẻ tội lỗi được sạch trong, cho người ưu phiền được mừng vui. Chúa đã cứu những người làm sao, và trong thời đại cuối cùng này
Người lại sai con một đến cứu chuộc chúng ta thế nào? Chúng ta hãy xin Chúa hoàn tất công trình cứu độ mà Người đã khởi sự trong mầu nhiệm vừa qua. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, mọi công trình của Chúa thật kỳ diệu phi thường. Xin làm cho chúng con là những kẻ được Chúa cứu chuộc, luôn luôn hiểu biết rằng công trình tạo thành vũ trụ thuở ban đầu tuy đã kỳ diệu, nhưng công trình cứu độ của Đức Kitô, Đấng hy sinh làm chiên lễ vượt qua của chúng con trong thời sau hết còn kỳ diệu hơn nữa. Chúng con cầu xin về Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê rằng: Có gì mà kêu đến ta? Hãy bảo con cái Israel cứ lên đường. Còn ngươi, đưa gậy lên và giơ tay trên biển. Hãy phân rẽ biển ra, cho con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn. Còn ta sẽ làm cho lòng người Ai Cập ra chai đá. Chúng sẽ rượt theo sau các ngươi. Bây giờ ta sẽ tỏ vinh quang cho Pharaoh, toàn thể quân lực, chiến xa và kỵ binh của vua ấy biết. Người Ai Cập sẽ biết ta là Chúa khi ta tỏ vinh quang cho Pharaoh, chiến xa và kỵ binh của vua ấy biết. Sứ thần Thiên Chúa thường đi trước hàng ngũ Israel, liền bỏ trở lại sau họ. Cột mây thường đi phía trước, cũng theo sứ thần trở lại phía sau, đứng giữa hàng ngũ Ai Cập và hàng ngũ Israel. Và đám mây thường soi sáng ban đêm trở thành mù mịt. Đến nỗi suốt đêm, hai bên không thể tới gần được. Môsê giơ tay trên biển, thì bằng một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, Chúa dồn biển lui và làm cho biển khô cạn. Nước rẽ ra và con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn. Nước dựng lên như bức thành hai bên tả hữu. Người Ai Cập đuổi theo, toàn thể binh mã của Pharaoh tiến xa, chiến xa và kỵ binh đi theo sau Israel vào giữa lòng biển. Lúc gần sáng, qua cột mây lửa, Chúa nhìn xuống hàng ngũ Ai Cập, gây rối loạn trong hàng ngũ chúng. Người lật đổ bánh xe, khiến xe tiến tới thật vất vả. Người Ai Cập nói: Ta hãy chạy trốn Israel, vì Chúa chiến đấu giúp họ chống chúng ta. Chúa phán bảo Môsê: Hãy giơ tay trên biển để nước trở lại và vùi dập người Ai Cập, chiến xa và kỵ binh của chúng. Môsê giơ tay trên biển, và lúc tảng sáng, biển trở lại như cũ. Người Ai Cập chạy trốn, gặp ngay nước biển ập lại. Chúa xô chúng ngã giữa lòng biển, nước trở lại, vùi dập chiến xa và kỵ binh. Toàn thể quân lực của Pharaoh đã theo dân Israel xuống biển, không còn tên nào sống sót. Còn con cái Israel đã đi giữa lòng biển khô cạn. Nước dựng như bức thành hai bên tả hữu. Ngày đó Chúa cứu Israel khỏi tay Ai Cập, và họ thấy xác người Ai Cập trôi dạt đầy bờ, và thấy cánh tay oai hùng của Thiên Chúa đè bẹp Ai Cập. Toàn dân kính sợ Chúa, tin vào Chúa và vào Môsê tôi tớ người. Bấy giờ Môsê cùng với con cái Israel hát mừng Chúa bài ca này: Yeah.
kỳ diệu Chúa đã làm thuở trước, nay còn như xuất hiện rõ ràng. Quả vậy xưa Chúa đã ra quay thần lực, cứu một mình dân Israel khỏi bàn tay Pharaoh áp bức. Ngày nay Chúa cũng dùng nước thánh tẩy để cứu độ muôn dân khắp hoàn cầu. Xin cho mọi người trên thế giới được lòng tin mạnh mẽ như tổ phụ Abraham và đạt tới địa vị làm dân riêng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu là niềm hy vọng độc nhất của trần gian. Chúa đã dùng lời các ngôn sứ tiên báo những mầu nhiệm đang được thực hiện ngày nay. Xin khơi dậy trong lòng chúng dân chúng những ước nguyện cao đẹp. Vì nếu không có Chúa soi trí mở lòng, chẳng một ai trong chúng con có thể tiến bước trên con đường thánh thiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thank you.
Trước ngày lễ lên trời nhớ mở cái đinh ốc ở ngay cái tượng để còn Chúa lên trời nữa. Có một anh thanh niên bị tai nạn và mất đi một tay và một chân. Rồi sau đó, một thời gian sau anh cũng qua đời. Anh lên thiên đàng. Rồi lại ở trên thiên đàng đạo đức lắm. Gặp những người đạo đức ở trên đó. Và những người đạo đức khuyên anh nhớ tìm thời giờ để đi kiếm lại cái tay và cái chân đã mất. Kẻo rồi ngày tận thế đến sắp nơi, đến gần, rồi anh nhớ có cái thân xác lành lặn, chứ để một tay một chân như vậy hơi kỳ. Anh ta mới nói rằng, thôi, tôi không có đi tìm đâu. Đang sống hạnh phúc với Chúa, đang sáng láng như thế này, mà bây giờ lại đi tìm cái thân xác ngày xưa. Liệu rồi có tìm được hay không? Thôi, tôi xin ở đây thôi, đang hạnh phúc như vậy, đang sáng láng như thế. Rồi anh đến hỏi Chúa Giêsu, xin Chúa cho con ở lại đây, chứ nếu có tận thế đến, đừng để con đi tìm cái thân xác ngày xưa. Chúa Giêsu mới cắt nghĩa cho anh, này, ngày đó là một cái thân xác phục sinh. Trong Kinh Tin Kính bảo, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, đó là một thân xác phục sinh, một thân xác đẹp lắm, một thân xác đẹp hơn nhiều. Bởi vì khi đến gặp Chúa, đã đi qua thẩm mỹ viện cao cấp rồi. Cho nên không có cần phải đi tìm cái thân xác ngày xưa bị cụt một chân, bị cụt một tay nữa. Anh ta cảm thấy trong lòng hạnh phúc. Và Chúa ơi, vậy là Chúa giải thích thần học cho con rồi. Chính vì vậy sau biến cố phục sinh, nhiều người không nhận ra Chúa. Chúa phục sinh mang một thân xác của một con người phục sinh. Đẹp trai lắm rồi, không còn vết thương nữa, có lẽ máu đã khô nhưng không còn vết thương nữa, chỉ còn tí thẹo thôi,
nhưng đẹp trai lắm rồi. Phục sinh cho chúng ta một cái hình ảnh mới về tương lai. Một tương lai đẹp hơn, một tương lai tốt đẹp hơn, một tương lai hứa hẹn hơn, bởi vì tương lai ấy có Chúa và có ơn phục sinh. Cho nên chính trong niềm tin ấy, có những vết thương của đời sống được chữa lành, có những đau khổ được xoa dịu, có những buồn phiền được an ủi, và có những tương lai sẽ mở ra cho cuộc đời. Biến cố phục sinh trở thành cho tất cả. Nếu Chúa Kitô không phục sinh, không còn ai nhắc nhớ đến ông Giêsu là ai nữa. Cho nên chính vì Đức Kitô phục sinh mà 2000 năm nay Chúa đi du lịch, Chúa đi thăm tất cả mọi dân tộc, Chúa đến từng đất nước, Chúa đến từng gia đình, Chúa đến từng tâm hồn. Biến cố phục sinh không những làm thay đổi thế giới, nhưng biến cố phục sinh làm thay đổi cuộc sống của mỗi con người chúng ta. Chính biến cố phục sinh mà tối hôm nay chúng ta ở đây. Chính biến cố phục sinh mà chúng ta có niềm hy vọng. Chính biến cố phục sinh mà chúng ta tin rằng chết không còn là điều đáng sợ hãi nữa, bởi vì có một đấng đã sống lại từ cõi chết. Biến cố phục sinh là biến cố của Thiên Chúa. Chúa phải làm cho Đức Kitô phục sinh để cho nhân loại được phục sinh. Chúa làm cho Thiên Chúa, Chúa làm cho Chúa Giêsu được phục sinh để mỗi người chúng ta cũng được phục sinh. Không những sau khi qua đời, sau khi chết về với Chúa, nhưng chúng ta cảm nghiệm được ơn phục sinh ngay chính trong cuộc sống này. Và người đầu tiên cảm nghiệm ơn phục sinh đó chính là ai, thưa quý vị, anh chị em? Người cảm nghiệm đầu tiên ơn phục sinh đó chính là Đức Maria. Theo truyền thống, Chúa Kitô sống lại hiện ra với mẹ mình là người đầu tiên. Đêm thứ bảy là ngày thứ nhất trong tuần, sau khi mặt trời lặn của ngày thứ bảy là bắt đầu đi vào ngày thứ nhất trong tuần. Mặc dù Thánh Kinh không tường thuật, nhưng truyền thống của giáo hội đã tin rằng Chúa Giêsu hiện ra phải hiện ra với mẹ mình đầu tiên. Chính vì vậy mà truyền thống sùng kính Đức Mẹ trong ngày thứ bảy cả mấy ngàn, cả gần 2000 năm vẫn là rơi vào ngày thứ bảy. Dĩ nhiên có những truyền thống khác, nhưng một truyền thống căn bản đó là Chúa Kitô hiện ra với mẹ của mình, đem niềm vui, đem sự an ủi, đem niềm hạnh phúc cho Đức Mẹ. Đức Mẹ đã sống cảm nghiệm hai dòng nước mắt trong tuần thánh. Một dòng nước mắt buồn của chiều thứ sáu và những dòng nước mắt hạnh phúc của đêm phục sinh. Chính hai dòng nước mắt đó, có lẽ nước mắt nào cũng mặn, nhưng tâm hồn đã thay đổi. Bởi vì có Chúa hiện sống với mẹ, bởi vì có Chúa phục sinh ở với Đức Maria. Thưa quý ông bà anh chị em, kinh nghiệm của Đức Maria, hai dòng nước mắt của chiều thứ sáu tuần thánh và của chiều của tối thứ bảy, đêm thứ bảy phục sinh là kinh nghiệm của mỗi người chúng ta. Chúng ta tin rằng một ngày nào đó Thiên Chúa sẽ lau khô những giọt lệ, Thiên Chúa sẽ hàn gắn những vết thương của đời mình, Thiên Chúa sẽ mở ra những cánh cửa tương lai cho cuộc đời mình, để rồi trong những khúc quanh của cuộc đời luôn luôn có sự hiện diện của Đức Kitô phục sinh. Chúng ta xin Chúa Giêsu, xin Đức Mẹ ban cho chúng ta một cảm nghiệm của tình thương, bởi vì biến cố phục sinh là biến cố của tình yêu. Xin cho cảm nghiệm được rằng Chúa Kitô phục sinh không phải chỉ ở lại với Do Thái, nhưng Chúa Kitô phục sinh đã đi khắp nơi trên toàn cõi địa cầu, đến với từng gia đình, đến với mỗi tâm hồn, để đem sự bình an, để đem tình yêu và để mang ơn tha thứ. Oh,
Chúa nhận lời cầu và của lễ chúng con dâng tiếng Chúa, để lễ tế này khơi nguồn từ mầu nhiệm vừa qua trở nên thần dược đem lại cho chúng con sức sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô cho chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em và cùng cha đứng tâm một lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Lạy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thánh là chính đáng. Lạy Cha, chúng con tuyên xưng Cha mọi lúc và hân hoan ca tụng Cha vinh hiển, nhất là trong đêm này, thật là chính đáng phải đào và xin ơn cứu độ cho chúng con. Khi Đức Kitô tự hiến tế làm chiên vừa qua của chúng con, chính Người là chiên thần đã xóa tội trần gian, Người đã chết để diệt trừ sự chết nơi chúng con và đã sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại, điều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và không ngừng tung hô rằng: Vì thế chúng con đại xin Chúa nhiều hơn thánh thần Chúa thánh hóa những buổi lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện đọc mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, vẽ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thời thức ấy sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cất tiếng hát lên ca tụng tình yêu Chúa. Vì Ngài đã thắng vinh và phục hồi thế giới. Hãy cất tiếng hát lên ca tụng tình yêu Chúa. Ngài lấy máu Ngài mà chuộc tôi cho nhân loại. Hãy cất tiếng hát lên ca tụng tình yêu Chúa. Đang được nên với người trong nước trời.
xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Amen. Thánh lời là xong, chúc anh chị em đi bằng an. Alleluia, alleluia.